Thưa anh Quốc Vương, tôi là Thành Đỗ, tôi là trưởng ban nghiên cứu Phật học ở Phật học viện Linh Sơn ở Vitry-sur-Seine ở vùng Paris. Cái cơ sở ở đây thì đến nay là được xây dựng hơn 10 năm rồi. Ngày xưa thì do Hòa Thượng Thích Quyền Vi, sau khi thành lập tạo dựng được 52 ngôi chùa trên toàn thế giới thì Hòa Thượng Thích Quyền Vi nghĩ là sẽ tạo dựng một cái cơ sở giáo dục. Mà cái cơ sở giáo dục đó là tại đây, là cái cơ sở cuối cùng Ngài đã xây dựng trước khi Ngài về với Phật. Thì khi Ngài tịch rồi thì chúng tôi có Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh là cái người kế vị để xây dựng tiếp. Thì lúc Hòa Thượng Quyền Vi thì chỉ mua miếng đất thôi. Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh thì đã xây lên cái tòa nhà. Rồi hiện bây giờ thì Ngài cũng tịch rồi. Và cái người thế hệ thứ ba là cái Hòa Thượng Dhammadana, là gọi là tiếng Việt gọi là Pháp Bảo. Thì hiện giờ Ngài là giám đốc ở Phật Học Viện ở đây. Thưa anh. Vâng, cái chương trình đào tạo đây thì nó có những cái gọi là bộ môn gì, những cái chuyên ngành gì ạ? Ở đây thì cơ sở đào tạo Phật giáo thì chúng tôi đều theo một cái nguyên tắc là của Đại học Ananda của Ấn Độ và liên hệ với những cái trường đại học của Thái Lan, của Tích Lan. Xin nói thêm là Hòa Thượng Dhammadana là người gốc Tích Lan. Gốc Tích Lan, Ngài đến đây ở với Hòa Thượng Quyền Vi 35 năm. Sri Lanka đúng không ạ? Sri Lanka đó. Thì Ngài đến đây thì tất cả những cái cơ sở giáo dục Phật giáo thì đều theo một cái khuôn khổ. Khuôn khổ đó là những vị đại hòa thượng họ sắp xếp để tuyển sinh, để đào tạo tăng theo một cái hệ thống hẳn hoi. Ở tại đây thì cái sự đặc biệt là chúng tôi đào tạo vừa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa cùng một lúc. Không có sự khác biệt giữa Phật giáo Nguyên Thủy. Tại vì anh biết trong Phật giáo nó có hai nhánh lớn là Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Theravada và Phật giáo Mahayana. Thì thường thường có một số chùa thì nói là Mahayana, một số chùa nói là Theravada. Nhưng mà ở tại đây thì là một cái Phật học viện, thành ra không có sự khác biệt đó. Theravada cũng ở đây và Mahayana cũng ở đây, cũng đào tạo theo một chương trình thôi. Thưa anh. Vâng. Thế còn cái việc mà tuyển sinh thì thế nào, rồi thì là cấp bằng ra làm sao? Thực vấn đề tuyển sinh thì hiện tại là cơ sở giáo dục ở đây là huấn luyện tới lớp và cử nhân Phật học. Tuyển sinh thì thường thường là những cái vị đại hòa thượng ở trên thế giới họ giới thiệu đệ tử của họ đến đây. Thì qua cái thơ giới thiệu của những người thầy gửi học trò mình đi thì hòa thượng ở đây xem xét và nhận vào. Thì thường thường những chùa đó thì khi gửi đệ tử đi đó thì có gửi theo một coi như là có một cái sự liên hệ giữa những vị hòa thượng với nhau, những cái hệ thống với nhau để đào tạo những cái vị tăng. Thì tuyển sinh là như thế hiện giờ. Chứ hiện giờ tại đây chúng tôi chưa có gặp cái trường hợp mà một cái người Pháp ở tại đây đến xin xuất gia và xin tu học tại đây thì chưa có. Nhưng mà trong tương lai thì chắc chắn sẽ có thôi. Tiện thể thì xin hỏi ông là tại Paris và trên toàn nước Pháp thì có bao nhiêu cái cơ sở đào tạo về Phật học như là học viện này? Dạ, xin thưa với anh là cái cơ sở đào tạo Phật giáo mà Việt Nam á, ở tại vùng Paris á, hoặc cũng có thể là như là tại vùng cả tòa nước Pháp thì chỉ có ở đây là gọi là thật sự là một cơ sở đào tạo Phật giáo. Tại vì có những nơi khác thường thường là chùa, giống như vùng Paris thì chúng tôi biết là có 22 ngôi chùa Việt Nam. Ngoài ra không có tính là những cái ngôi chùa của Thái hay là của Lào, của Campuchia hay là của người Tây Tạng. Những cái cơ sở của Tây Tạng á, thì tôi biết là họ có những cái cơ sở đào tạo những cái vị tăng, nhưng mà nằm ngoài Paris, nằm gần Paris nhất mà một cái trường để huấn luyện để làm cái công chuyện giáo dục Phật giáo là chỉ có ở đây thôi anh xưa anh. Vâng, thế còn nói đến chuyện về nghiên cứu đấy thì còn có những cái chẳng hạn những cái hội thảo khoa học, những cái conference, những cái workshop hội thảo đó thì ở đây có tổ chức thường xuyên hay không như nào? Xin thưa với anh là tôi là trưởng ban nghiên cứu Phật học thì một năm theo chương trình là đều đặn như vậy thì chúng tôi có khoảng 20 conference thì trong đó có khoảng 4 cái conference thì nói hoàn toàn tiếng Pháp. Ngoài ra những cái conference khác thì nói tiếng Việt, rồi sắp sửa đấy là sẽ nói tiếng Hoa. Nhưng mà dù có nói tiếng gì đi nữa thì chúng tôi cũng cố gắng dịch, có người dịch ra, dịch trực tiếp ra tiếng Pháp
để cho những người Pháp có thể đến tham dự với chúng tôi.